chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320 ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Quản trị Kinh doanh để phù hợp với quy mô là một trường đại học cũng như để nâng cao chất lượng đào tạo. Những năm qua, nhà trường đã không ngừng đổi mới về mọi mặt. Hiện tại, trường đang đào tạo cả trình độ đại học và trình độ thạc sĩ với 7 chuyên ngành là kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin, quản lý, kinh tế, kinh doanh quốc tế. Với phương châm giáo dục sinh viên toàn diện, học phải đôi với hành, mỗi giờ học, giáo viên đã thay đổi phương pháp giảng dạy để sinh viên chủ động nắm bắt kiến thức, chứ không còn học tập theo hình thức thụ động như trước đây. Chúng tôi làm đa dạng các cái bài giảng của mình, từ những cái môn toán khô khan thì có thể là đưa về những cái bài toán thực tế rất là gần gũi với lại sinh viên, giúp cho sinh viên có thể dễ dàng hiểu bài hơn và hứng thú hơn trong học tập. Đã từ nhiều năm nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã tích cực liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Cụ thể, các doanh nghiệp cũng tham gia đóng góp vào xây dựng chương trình kế hoạch đào tạo để những nội dung đào tạo được sát với thực tiễn. Không ít bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được doanh nghiệp tuyển dụng. Chúng tôi đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo của nhà trường. Cụ thể là các nhân sự của nhà trường sau khi mà được Intercon tiếp nhận thì các bạn đã thể hiện được cái năng lực chuyên môn và tặng vị trí đã được đảm nhận. Sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp thì chúng tôi đánh giá rằng đã mang đến cho các bạn sinh viên ra trường có một cái khả năng tự tin hơn và thích nghi nhanh hơn với công việc được giao. Đối với công tác tuyển sinh, nhà trường đã có nhiều biện pháp để thu hút sinh viên trong và ngoài tỉnh. Nhờ cái buổi tuyển sinh như thế này, chúng em đã hiểu biết nhiều hơn về trường cũng như các khóa học và các khối xét tuyển của trường. Mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo cử nhân thực hành và tính ứng dụng cao. Để thực hiện những mục tiêu đào tạo như trên, trong chương trình đào tạo nhà trường đã thiết kế thời gian để sinh viên xuống tập môn học, tập tốt nghiệp tại các tập đoàn, các công ty, các doanh nghiệp và các ngân hàng. Để sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc được ngay. Theo thống kê, kết quả đào tạo 5 năm học gần đây, nhà trường đều có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi chiếm trên 15%. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt gần 90%. Có thể khẳng định sự đổi mới đã tạo nên chất lượng và đó chính là sức hút không chỉ với những học sinh trên địa bàn tỉnh mà còn nhiều tỉnh thành khác. Nếu như những năm trước, nhiều người coi tư vấn tuyển sinh trên mạng xã hội chỉ là một kênh tham khảo, do dịch bệnh COVID-19 nên nhiều trường đã chủ động tổ chức tiếp cận thí sinh bằng phương pháp tư vấn online. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cũng áp dụng các hình thức tuyển sinh trực tuyến thu hút nhiều người tham gia. Ngay sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên chuyên mục với đại diện nhà trường về nét mới trong công tác tuyển sinh. Thưa ông, gần đây thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp, vậy thì không biết là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã có những cái hình thức tuyển sinh như thế nào để phù hợp với tình hình của dịch bệnh? Đây là năm thứ hai nhà trường triển khai cái hình thức tư vấn trực tuyến tuyển sinh đại học chính quy. Cả cái số tư vấn trực tuyến chúng tôi triển khai từ 19 tháng 3 cho đến là 23 tháng 4, tức là trước cái thời điểm mà thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Hình thức tuyển sinh trực tuyến thì hiện nay vẫn còn khá là mới mẻ. Vậy không biết nhà trường đã có những cái biện pháp như thế nào để có thể đảm bảo được chất lượng tuyển sinh ạ? Năm nay thì chúng tôi cũng chuẩn bị khá là bài bản công phu từ cái việc là xây dựng cái nội dung kịch bản cho các số tư vấn. Thứ hai là lựa chọn các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho thí sinh và phụ huynh. Cái thứ tư là chúng tôi mời được những cái khách mời rất là uy tín là các cái đối tác doanh nghiệp đang thường xuyên sử dụng cái nhân lực lao động do nhà trường đào tạo ra. Ngoài các số tư vấn trực tuyến mà chúng tôi tương tác trực tiếp với thí sinh thì các chuyên viên tư vấn của chúng tôi trực fanpage hàng ngày để trả lời hàng trăm câu hỏi đến fanpage và có 3 số hotline của Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông thì hàng trăm cuộc gọi đến mỗi ngày và chúng tôi thường xuyên tư vấn và giải đáp cho thí sinh. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã có thay đổi về cái hình thức tuyển sinh. Vậy không biết là cái thời gian tuyển sinh của nhà trường thì có thay đổi điều gì không ạ? Trong điều kiện năm nay thì ngoài cái thời gian mà tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường đã có 4 cái đợt xét tuyển, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Đợt 1 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 5. Đợt 2 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7. Và đợt 3 từ ngày 1 tháng 8 đến 31 tháng 8. Và dự kiến có đợt 4 là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9.
Thì với cái hình thức, với cái phương thức xét tuyển linh hoạt và các cái đợt xét tuyển như thế thì tăng được cái cơ hội lựa chọn và cơ hội trúng tuyển cho thí sinh, đặc biệt là cũng giảm được cái áp lực thi cử cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh bùng phát năm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục và Đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.